Xin chào quý anh chị, em là Tuyền Hyundai Bắc Ninh. Hôm nay em xin giới thiệu với cả quý anh chị chiếc xe trong phân khúc SUV hạng B. Đó là chiếc Hyundai Creta đang có mặt tại showroom Hyundai Bắc Ninh bên em. Và đây là bản như anh chị thấy là đây là phiên bản đặc biệt màu đỏ của Creta. Thì Creta được ra mắt tại thị trường Việt Nam vào khoảng tháng 3 năm 2022. Chiếc xe ra mắt với 3 phiên bản, đó là bản tiêu chuẩn giá niêm yết là 620 triệu, bản đặc biệt là 670 triệu và bản cao cấp là 730 triệu. Thì hôm nay bản đặc biệt có những gì, em cùng anh chị sẽ đi tìm hiểu. Phần đầu tiên, anh chị có thể thấy là mặt ca lăng đã được thiết kế giống như đàn anh Tucson, được sơn bóng và có giải đèn LED định vị ban ngày hình cánh chim, trông cực kỳ là khỏe khoắn và thể thao. Đó, chiếc xe được trang bị hệ thống đèn pha, đó là đèn pha dạng LED. Em sẽ vào xe để nổ và bật đèn để quý anh chị có thể nhìn rõ cái hệ thống đèn của xe hơn. Anh chị có thể thấy rất là thời thượng và hiện đại, đúng không ạ? Về phần la răng thì chiếc xe được trang bị la răng với kích thước 17 inch, có bề rộng mặt lốp là 21,5 cm. Phần gương chiếu hậu thì cũng được tích hợp đèn báo rẽ và có chế độ gập gương tự động. Cái bậc chân này thì em xin lưu ý là đây là bậc chân khách hàng lắp thêm, còn nguyên bản xe thì chưa được trang bị. Đây là bậc chân chính hãng của bên Hyundai bên em. Đó, được viền chrome này, có chữ Creta này. Lắp rất là gọn và dẫm lên rất là chắc chắn ạ. Về phần đuôi xe thì anh chị có thể thấy là cụm đèn hậu dạng LED được trang bị nhìn rất chi là hiện đại và khỏe khoắn. Kèm theo đó là hệ thống camera lùi hỗ trợ độ xe và có cảm biến, 4 cảm biến phòng tránh va chạm. Phần nội thất xe thì sau đây em sẽ giới thiệu luôn cho quý anh chị nha. Chiếc xe được trang bị nội thất với tông màu đen cho cảm giác sang trọng và sạch sẽ. Đây, chị có thể thấy là những cái nút bấm mở cửa này. Xe được trang bị khóa cửa tự động và tự động mở cửa khi về P. Loa xe thì đó là loa Spo. Loa này được trang bị giống như trên đàn anh Tucson. Đó. Về phần vô lăng thì được trang bị vô lăng là 4 chấu anh chị nhá. Vô lăng 4 chấu kèm những cái nút phím bấm trên vô lăng, đó là điều khiển bằng giọng nói, đàm thoại rảnh tay, hệ thống cruise control. Đó. Xe được trang bị màn hình hiển thị đa thông tin, đó là 3,5 inch màn hình LCD, đó, anh chị có thể thấy đây. Đó. Về phần màn hình giải trí cảm ứng thì được trang bị trên cả 3 phiên bản với kích thước là 10,25 inch, có những chức năng đó là Google Map, anh chị có thể thấy là Google Map này cho những cái giao diện rất là đẹp và chi tiết, cùng hệ thống hỗ trợ hiển thị 2D và 3D, cảnh báo tốc độ, cảnh báo biển báo, cảnh báo đường cấm, rất là chi tiết của nhà Hyundai phát triển riêng cho dòng Hyundai ở Việt Nam mà thôi. Xuống đến phần phía dưới thì dĩ nhiên rồi, Hyundai luôn đề cao tính thẩm mỹ và công nghệ thì đã được trang bị đèn nổ start top. Em xin cho bé cái quạt gió đi một chút. Được trang bị hệ thống điều hòa, đó là điều hòa tự động. Đó, điều hòa tự động cực kỳ là sang trọng. Dưới đây thì là cũng có hệ thống cổng sạc và tẩu. Thì anh chị có thể lắp thêm cam hành trình và sạc điện thoại.
Phần cần số của xe thì được trang bị cần số thể thao nhìn rất là khỏe khoắn và sang trọng. Cần số này nó tương thích và giống cái cần số của Tucson trên phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản xăng đặc biệt nha quý anh chị. Tiếp theo một cái công nghệ nữa mà em xin nói đến đó là hệ thống phanh tay điện tử và auto hold là hỗ trợ giữ phanh. Về phiên bản đặc biệt này bên em thì đã được trang bị số túi khí đó là 6 túi. 6 túi khí. Đó là túi khí người lái, túi khí bên phụ, túi khí hai bên sườn và hai túi khí rèm. Gương trợ bên trong thì là vẫn là chuyển lệnh cơ bình thường. Còn đây là hệ thống bật đèn, đèn nội thất. Đó. Đèn nội thất. Còn gì nữa không nhỉ? À, ghế da. Ghế da thì được trang bị ghế da cao cấp màu đen cũng rất chi là sạch sẽ. Dạ vâng. Đó, thì thưa em xin mời anh chị cùng đi tham quan phần khoảng cách phía sau. Với một chiều dài cơ sở là 2m6 là 2610 mm, nghĩa là hơn 2m6. Thì chiếc xe được thiết kế với không gian đằng trước và khoang đằng sau rất chi là rộng rãi, và loa Bose cũng được trang bị ở cửa hàng ghế sau. Đó, độ ngả ghế rất là tốt cho anh chị những cái chuyến hành trình dài không bị mệt mỏi. Và xe cũng được trang bị là hệ thống bệ thì tay. Đó, chiếc xe hoàn toàn mới, chưa cả bóc ni lông anh chị. Đó, đóng bệ thì tay. Dĩ nhiên rồi, không thể thiếu được đó là cửa gió điều hòa hàng ghế sau và cổng sạc USB. Đằng sau cũng được thiết kế đèn nội thất nữa và nhiều hộc chứa đồ tiện lợi cho quý anh chị có những trải nghiệm thực tế rất chi là tiện ích. Em xin đánh xe lên một chút để mở cái cốp, tại vì là đằng sau cốp nó là một cái cây. Nhích lên một chút. Đó, anh chị có thể thấy là khi mà em về số D thì phanh tay nó sẽ tự động là hạ luôn. Đó, phanh tay từ vừa kéo lên. Rất chi là tiện lợi. Thì nó là phân khúc sạng B thì cốp dĩ nhiên là vẫn được là cốp mở bằng cơm thôi ạ. Và anh chị có thấy một khoang hành lý phía sau hay gọi là một cái cốp rất là rộng rãi, kèm theo là lốp dự phòng và đầy đủ bộ sửa chữa theo xe. Vâng, thì xe được trang bị động cơ, đó là động cơ 1.5 dẫn động với hộp số ICVT thông minh, hộp số vô cấp, cho anh chị cái cảm giác tăng tốc rất chi là êm ái khi mà đi cả lẫn trong đô thị và đi ngoài phố. Rồi. Về phần công suất động cơ, em nói thêm một chút, đây là động cơ hoàn toàn mới, đó là động cơ với công nghệ có tên là Smart Stream G1.5. Động cơ này là nó là cùng công nghệ với cả Santa Fe và Tucson bên em. Động cơ này cho công suất cực đại là 115 mã lực với ở vòng tua là 6.300 vòng trên phút, và mô men xoắn cực đại đó là 144 Newton mét ở giải vòng tua là 5.000 vòng trên phút. Thì xe được dẫn động cầu trước. Về màu xe thì bên em có tổng cộng là 6 màu, đó là màu đỏ, màu đen, màu trắng, xám kim loại, xanh dương và màu bạc. Còn bản trên bản cao cấp thì anh chị có thể thấy là sẽ được có hai tông màu là trắng đen và đỏ đen. Tông màu bên dưới
thì là trắng, tông màu trên nóc thì nó sẽ là đen, còn đối với phần màu đỏ thì là sẽ là tông màu bên dưới là màu đỏ và tông màu bên trên sẽ là màu đen. Thì em có khi em xin kết thúc video tại đây. Thì xin cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ Hùng Xe Hơi và đại lý Hyundai Bắc Ninh. Thì mọi chi tiết anh chị xin vui lòng liên hệ số điện thoại em để trên màn hình để được nhận tư vấn và báo giá. Em xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi và ủng hộ. Em xin chào.